Cuộc tập trận có sự tham gia của khoảng 1.300 binh sĩ thủy quân lục chiến của cả hai nước cùng nhiều khí tài hiện đại. Là hai quốc gia đồng minh quan trọng trong khu vực, cuộc tập trận của chúng tôi lần này được thiết kế nhằm chuẩn bị sẵn sàng cho các tình huống xấu và phản công mạnh mẽ nếu an ninh quốc gia bị đe dọa. Căng thẳng lại gia tăng trên bán đảo Triều Tiên khi sáng 22 tháng 6 vừa qua, Bình Nhưỡng đã liên tiếp phóng thử hai quả tên lửa tầm trung Musudan ở vùng biển phía đông của nước này. Bất chấp những bình luận ban đầu của Hàn Quốc và Mỹ cho rằng các vụ thử thất bại, Bình Nhưỡng khẳng định vụ thử đã thành công và tên lửa có khả năng đe dọa trực tiếp các cơ sở quân đội Mỹ ở Thái Bình Dương. Trên lý thuyết, Hàn Quốc và Triều Tiên vẫn đang trong tình trạng chiến tranh suốt 6 thập kỷ qua và hai nước cũng đã trải qua hàng loạt cuộc khủng hoảng trong quá khứ. Nhưng tình hình chưa bao giờ trở nên nguy hiểm như hiện nay. Các vụ thử hạt nhân và phóng tên lửa của Bình Nhưỡng gần đây đã dập tắt hy vọng về triển vọng đàm phán và đối thoại giữa hai miền.